Hi, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây ạ. Thì hiện tại Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nằm ở gần khu vực này, đặc biệt là Đồng Tháp ha, có nhu cầu muốn mua xe Honda các loại đó thì cứ liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị một cách tối đa nhất nha. Rồi, nội dung trong video ngày hôm nay, Nam sẽ làm một cái bài so sánh nhanh giữa ba dòng xe phổ thông nhất của Honda mình, đó chính là dòng xe Way Alpha, Plug và Way RSX Fe. Xem một trong ba chiếc xe này thì chúng ta nên lựa chọn chiếc xe nào nhé anh chị. Bây giờ thì Nam mời anh chị cùng xem video để tìm hiểu nhé. Drop it. Rồi, vấn đề đầu tiên mà Nam muốn chia sẻ với anh chị đó là những điểm giống và khác nhau của ba chiếc xe này trước. Sau đó Nam sẽ báo giá để cho anh chị tham khảo. Về đầu tiên là vấn đề giống nhau trước nha anh chị. Thì cả ba xe này đều được trang bị khối động cơ là 110cc. Nói một cách dễ hiểu hơn đó là ba chiếc xe này, Alpha, Plug và RSX Fe, sử dụng chung một cục máy với nhau, đó là 110cc. Thì bây giờ Nam sẽ quay thông số của từng chiếc xe để cho anh chị tham khảo ha. Anh chị nào muốn tham khảo chi tiết thì chúng ta có thể chạm dừng màn hình hoặc là chúng ta chụp màn hình lại để cho chúng ta tham khảo cho nó kỹ ha. Nam chỉ quay sơ lược qua thôi. Để cho anh chị nào muốn tham khảo thì chúng ta dừng màn hình lại. Cả ba xe đều sử dụng khối động cơ 110 ha. Plug 110, RSX Fe 110 và Way Alpha 110 đây. Rồi, điểm giống nhau đầu tiên đó là cụm động cơ 110 phân khối. Rồi, điểm giống nhau thứ hai đó là cả ba xe đều trang bị hệ thống đèn là halogen. Đây, hệ thống đèn của Way Alpha. Nhìn vào thấy bóng đèn sợi đốt là biết halogen rồi ha. Thì ưu điểm của bóng đèn halogen đó là chi phí bảo dưỡng bảo hành rất thấp nha anh chị. Chi phí thay thế đồ giá thành nó rất là thấp so với hệ thống đèn pha led ha. Nói chung thì cái gì cũng có ưu và nhược điểm nha anh chị. Rồi, Nam sẽ quay cái đèn hậu cho anh chị xem luôn. Quay trước thì phải quay sau. Đây là hệ thống đèn hậu đây. Nó chỉ khác nhau về mặt thiết kế thôi nha anh chị. Tất cả đều là đèn halogen hết. Rồi, điểm giống nhau tiếp theo đó là cả ba xe này đều được trang bị ổ khóa xe là chìa khóa cơ. Đây, chìa khóa cơ chưa có khóa thông minh nha anh chị. Đối với những dòng xe phổ thông thì chỉ có những cái cơ bản thôi. Chìa khóa cơ, tất cả đồng hồ cũng là đồng hồ cơ hết luôn, nhưng vẫn đảm bảo thể hiện đầy đủ các thông số nha anh chị. Đặc biệt là có cấp số 1234 nè, rất là dễ sử dụng, đặc biệt là đối với những người mà mới sử dụng xe hoặc là những cô chú mà lớn tuổi á. Thì đây, Plug, đây là thông số đồng hồ của Plug ha, vẫn thể hiện đầy đủ các thông số cơ bản ha, cấp số nè, báo nhiên liệu, vận tốc, quãng đường, xi nhan, vân vân. Và có một điều giống nhau nữa là cả ba xe này đều không có hệ thống tắt đèn nha anh chị. Tất cả xe nếu mà có hệ thống tắt đèn á thì sẽ nằm bên chỗ phần tay ga, nằm bên trái chỗ này, trên nút đề, trên nút khởi động ha. Cả ba đều không được trang bị cái hệ thống tắt đèn nữa rồi. Thì vấn đề mà xe không được trang bị công tắc đèn thì không còn xa lạ đối với Honda nữa nghe anh chị. Rồi, cả ba xe đều sử dụng chung cục máy thì nó sẽ quay kỹ lại cục máy cho anh chị xem ha. Để thôi nói giống giống mà biết sao giống biết nhau khác. Thì đây, máy của RSX Fe đây. Lốc máy nè, sơn nhám nè. Bên kia Way Alpha với lại Plug cũng là sơn đen nhám luôn. Cũng giống nhau luôn. Nam sẽ quay cái đầu bò cho anh chị xem luôn. Đây, sẽ quay bên đây trước đi. Đây là RSX Fe nè. Lốc máy sơn đen nhám nè. Còn đây, đây là cái đầu bò của Plug nè. Máy cũng sơn đen nhám luôn nè. Rồi, bên đây. Bên đây là cái đầu bò của chiếc xe Way Alpha nè. Quay cận vô cho anh chị dễ thấy ha. Y gan nhau hết. Ba chiếc xe này nó một cách dễ hiểu là xài chung cục máy nhau á. Rồi, đó là những điểm giống nhau cơ bản của ba chiếc xe này nha anh chị. Nên chỉ nói về những điểm giống và khác nhau cơ bản thôi nha, chứ không so sánh chi tiết nha. So sánh chi tiết thì nó rất là mất nhiều thời gian. Mà Nam chỉ muốn nói những cái điều mà anh chị có thể dễ hình dung, dễ hiểu và có thể dựa vào những cái điều đó để chúng ta đưa ra quyết định là nên lựa chọn chiếc xe nào phù hợp với mình thôi. Rồi, điểm khác nhau đầu tiên của ba chiếc xe này đó là về vấn đề mà khi chúng ta mở yên xe thì đối với cái dòng xe RSX Fe á
nó sẽ giống như cái dòng xe Future, ổ khóa yên tích hợp với ổ khóa chính luôn. À, đây, à, chúng ta muốn mở yên thì chúng ta bật lên cái ha, rồi chúng ta đẩy vào, à, là yên sẽ được mở lên. Còn xe Black và R, à, xin lỗi, Black và Alpha thì nếu mà anh chị muốn mở yên xe thì anh chị phải rút cái chìa khóa ra, à, ghim ra phía sau có cái ổ khóa nè. Đó, thì chúng ta mới mở được yên. Đó là điểm khác biệt đầu tiên ha. Rồi, sẵn tiện thì anh chở cái yên lên cho anh chị tham khảo luôn. À, đây là yên xe của ba chiếc xe. Khác nhau về cái phần màu sắc và tem dán thì không nói nha anh chị. À, cả ba xe đều được đặt cái bình xăng ở phía dưới yên nè, đều có cốp để đồ. Tuy nhiên, bình xăng của Way Alpha và Black thì có thể tích là 3.7 lít. Còn cái bình xăng của RSX này là 4 lít nha anh chị, lớn hơn hai bình kia ha. Tuy nhiên thì không đáng kể. À, điểm khác biệt tiếp theo đó là cái cốp để đồ của RSX á, anh chị chọn xe này á thì cái cốp khá to ha, để được một bộ hiểm loại nửa đầu và một số vật dụng cơ bản khác như là áo mưa, bao tay gì đó. Còn cái dòng xe Black và Way Alpha cốp khá nhỏ, chỉ để được những vật dụng cơ bản, ví dụ như là bóp tiền nè, bao tay nè, khẩu trang, mắt kính thôi, những vật dụng nhỏ thôi, à, chứ không để được mũ bảo hiểm nha anh chị. Đó. Rồi, à, điểm tiếp theo nữa, điểm khác biệt tiếp theo nữa của ba chiếc xe này, à, đó chính là cái dòng xe Way Alpha và Black thì sử dụng là bộ chế quạt khí hay còn gọi là bình xăng con anh chị, giống như xe rim của mình vậy đó. Còn cái dòng xe RSX FE này sử dụng là phun xăng điện tử FE nha anh chị. Ở dưới có cụm bơm xăng nè. À, FE. À, còn cái xe mà bình xăng con thì sẽ không có cụm bơm đó mà nó chỉ có cái phao thôi, cái phao này nè. À. Rồi, em sẽ quay quay cái bình xăng của hai chiếc xe này cho anh chị thấy nha. À, đối với những dòng xe của Honda thì chỉ còn lại duy nhất cái dòng xe Way Alpha và dòng xe Black là sử dụng bộ chế quạt khí bình xăng con thôi. Còn tất cả những dòng xe còn lại đều đã là FE hết rồi nha anh chị. À, chỉ có hai dòng xe này là sử dụng bình xăng con thôi. Và Nam thấy có một điểm giống nhau nữa, Nam sẵn tiện chia sẻ luôn ha. Nói chung là tới đâu thì Nam sẽ chia sẻ tới đó nha anh chị. Đó là về cái phần bô xe anh chị. Nam thấy ba cái bô của ba chiếc xe này khá là giống nhau. Đây, đây là bô xe của Way Alpha nè, bát gắt chân nè, anh chị để ý ha. Đó, đó là Way Alpha. Còn bên đây, à, bên đây là của Black nè. À, cũng Nam thấy cũng y gan vậy luôn. À, Nam thấy khá là giống nhau nha anh chị. Nếu như không muốn nói là giống nhau tuyệt đối ha. Đây, à, đây là cái phần bô xe của RSX-FE nè. À, bát gắt chân cũng giống nhau luôn. Tất cả xe sử dụng thắng sao đều là thắng bố thắng cơ hết nha anh chị, chưa có thắng đĩa sao ha. Rồi, điểm khác biệt tiếp theo, đây đi ra phía trước đi. À, điểm khác biệt tiếp theo của ba dòng xe này rất dễ phân biệt luôn, đó chính là dòng xe Way Alpha thì chỉ có một thiết kế thôi, đó là bánh câm thắng đùm. À, không có mâm đĩa, cũng không có câm đĩa nha anh chị, duy nhất một loại duy nhất bánh câm thắng đùm là đặc trưng của Way Alpha. Còn dòng xe Black và RSX FE này sẽ có 3 sự lựa chọn. Ngoài bánh câm thắng đùm giống như Way Alpha thì sẽ có thêm bánh câm thắng đĩa. Đây ạ. À, góc này cho anh chị dễ thấy ha. À, bánh câm thắng đĩa nè. Và có luôn bánh mâm thắng đĩa nha anh chị. RSX cũng có luôn ha. Rồi, còn có một vấn đề nữa mà Nam nghĩ rất là nhiều anh chị quan tâm khi chúng ta quyết định lựa chọn mua một chiếc xe nào cho mình nha anh chị. Đó chính là về mức tiêu hao nhiên liệu. Thì cái dòng xe Way Alpha này có mức tiêu hao nhiên liệu theo nhà sản xuất công bố đó chính là 1.9 lít trên 100 km nha anh chị. À, tuy nhiên thì cái mức tiêu hao nhiên liệu thực tế phụ thuộc vào cái kỹ năng chạy xe của mỗi người nha anh chị. À, còn bên đây mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Black là 1.85 lít trên 100 km nha anh chị. À, ít hơn Way Alpha tí. Rồi cuối cùng là RSX FE phun xăng điện tử thì như thế nào đây? À, 1.7 lít trên 100 km nha anh chị. Thì đối với ba dòng xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của RSX FE là thấp nhất ha. À, rồi tới Black, rồi tới Way Alpha. À, đó là điểm khác nhau cơ bản của ba cái chiếc xe này. Rồi, bây giờ thì em sẽ báo giá để cho anh chị tham khảo ha. Đầu tiên là chiếc xe Way Alpha nè. Hiện tại là hôm nay là những ngày đầu tiên của tuần thứ 2 tháng 5 2022 rồi. À, thì hiện tại chiếc xe Way Alpha này bên em đang bán ra mức giá đó là 21.500.000 nha anh chị. Còn chiếc xe Black
Plus nếu mà hiện tại anh chị lấy bánh căm thắng đùm giống như Wanfa thì hiện tại đang có mức giá là 20 triệu 500 ngàn đồng. Còn nếu như anh chị mà mua bánh căm thắng đĩa Plus nhưng mà mua bánh căm thắng đĩa ha, thì đang có mức giá là 21 triệu 500 nha anh chị. À, còn nếu như anh chị nào lựa chọn Plus mà bánh mâm thắng đĩa giống như chiếc này đây, đỏ đen, thì sẽ có mức giá là 23 triệu nha anh chị. Còn RS thì hiện tại bên em còn cái chiếc bánh căm thắng đĩa thôi. À, xe thì đang về nữa nhưng mà chưa biết khi nào về tới cửa hàng, chưa có thời gian chính xác nha anh chị. Chiếc xe này bánh căm thắng đĩa RS FI hiện tại bên em đang bán ra mức giá là 25 triệu ha. Anh chị lưu ý ha, giá xe năm báo là chưa bao gồm phí lăn bánh ha, và giá xe có thể dao động tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Đặc biệt là anh chị nào có hộ khẩu đăng ký tại huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh mua xe số bên em sẽ được hỗ trợ giảm thêm 300 ngàn nha anh chị. Đó. Còn anh chị muốn biết giá chính xác tại thời điểm anh chị mua như thế nào, hàng hóa có sẵn hay không, giá xe có thay đổi không, thì liên hệ Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Đó, anh chị nào cần thì liên hệ Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị. À, đặc biệt là bên Nam có bán trả góp luôn nha anh chị. Thủ tục thì đơn giản, chứng minh nhân dân với bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu. À, còn nếu như anh chị nào đã chuyển đổi qua thẻ căn cước rồi á, thì chỉ cần duy nhất cái thẻ căn cước thôi là được ha, khỏi cần mấy cái kia. Thì đối với những dòng xe phổ thông như thế này, anh chị trả trước với số tiền ít nhất là khoảng 4 triệu tới 5 triệu là chúng ta có thể lên hồ sơ được nha anh chị. Còn nếu như anh chị đang muốn trả nhiều hơn thì càng tốt ha. Khung góp thì dao động nha anh chị, từ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng tới 24 tháng ha. Cái vấn đề đó thì tùy theo nhu cầu của anh chị ha, đó là anh chị có thể lựa chọn. Và số tiền góp hàng tháng có thể dao động từ 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu đó, tùy thuộc vào nhu cầu kinh tế thực tế của anh chị mà chúng ta sẽ có cái khung góp cho nó phù hợp nha. Còn anh chị nào muốn biết chính xác góp bao nhiêu tiền, chính xác hàng tháng đưa trước nhiêu tiền thì anh chị liên hệ Nam trước đi. Nam sẽ cho nhân viên góp điện thoại cho anh chị tư vấn cho chính xác luôn. Ra mỗi tháng góp nhiêu tiền, góp trong vòng bao nhiêu tháng cho nó phù hợp với kinh tế của anh chị. Rồi, bên em có làm hồ sơ online luôn ha. Thủ tục thì đơn giản thôi. Chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu như Nam nói lúc nãy đó, hoặc căn cước. Anh chị có thể ở nhà cung cấp cho Nam gửi hình qua Zalo hoặc Facebook gì đó. Rồi, bên Nam sẽ nhập hồ sơ online, anh chị ở nhà nghe điện thoại thôi. Nếu như hồ sơ việc thì chúng ta đến cửa hàng, chọn xe, rồi gấp ra xe ra về. Rất là đơn giản. Lựa chọn xe và thanh toán rồi ra về. Còn nếu Nam bên Nam chỉ bán trả góp trong tỉnh Đồng Tháp thôi nha anh chị, còn ngoài tỉnh thì bên Nam chưa hỗ trợ được nha. Anh chị lưu ý giùm Nam ha, chỉ hỗ trợ trong tỉnh thôi, còn ngoài tỉnh thì trả góp bên Nam chưa hỗ trợ được, anh chị thông cảm nha. Rồi, chốt lại vấn đề nha anh chị, xem một trong ba chiếc xe này thì bây giờ chúng ta nên lựa chọn chiếc xe nào. Thì đối tượng khách hàng chủ yếu của ba chiếc xe này Alpha, Plus và RS chủ yếu là những anh chị có mức thu nhập trung bình thấp nè, những bạn học tăng học sinh sinh viên nè, những cô chú lớn tuổi muốn có một chiếc xe để làm cái phương tiện đi lại nè, hoặc là những anh chị nào đó muốn có một chiếc xe để kiếm thêm thu nhập, ví dụ như chạy thêm Grab, chạy xe công nghệ gì đó, vân vân. Thì một trong ba chiếc xe này là những sự lựa chọn đáng để chúng ta quan tâm nha anh chị. Thương hiệu Nhật Bản, tiết kiệm nhiên liệu, bảo trì bảo dưỡng rất là chi phí rất là thấp, và hệ thống Honda thì phủ sóng toàn quốc nha anh chị. Rồi, thì ba chiếc xe này lựa chọn chiếc xe nào đây? Đối với những anh chị nào mà thích cái gọi là gì, sự cổ điển, truyền thống thì đây, chúng ta sẽ mua qua Alpha ha. Tại qua Alpha trước giờ theo Nam để ý thì nó chỉ khác nhau về cách phối màu sơn và cái tem mới thôi, còn về thiết kế hầu như là rất ít khi thay đổi nha anh chị. Hay gọi là chạy xe qua Alpha là yêu phong cách truyền thống á. Còn anh chị nào có cái tính cách mà nó trẻ trung, nó phá cách hơn thì đây là Plus là sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Plus thì thiết kế góc cạnh hơn nè, nhìn cá tính mạnh mẽ hơn nha anh chị, và có thêm sự lựa chọn là bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và bánh mâm ha. Rồi, còn chiếc xe quay RSFI này dành cho ai? Theo Nam thì xe này dành cho những anh chị nào thích sự thiết kế hài hòa trung tính ha, không quá nổi bật. Đây là một phong cách thiết kế mang tính chất vừa hiện đại vừa cổ điển nha anh chị. Và anh chị nào có một sự lựa chọn về tính kinh tế thì đây là chiếc xe đáng để cân nhắc ha. Rồi, tất cả thông tin trong video của Nam chỉ mang tính chất tham khảo và mang tính chất cá nhân từ riêng Nam thôi nha anh chị. Còn nếu như anh chị là người lựa chọn thì anh chị sẽ chọn chiếc xe nào trong ba chiếc xe này, anh chị hãy để lại comment của mình phía bên dưới để chia sẻ với mọi người nhé. Còn bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe, về chương trình trả góp. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.